Vâng, em Thắng chuyên âm thanh Bãi Nhật xin chào toàn thể các bác. Hôm nay em Thắng lại về được một con âm ly xuất xứ từ Nhật. Con âm ly này, con âm ly Receiver. Và con âm ly này cực kỳ là khủng. Đấy, thường thường các bác hay gọi về cung điện về đêm đấy. Em về thì cực kỳ đẹp. San Sui G8000. Và mặt mũi thì cực kỳ là mới. Còn đẹp đẹp xuất sắc đấy các bác nhé. Máy móc sắt xi vàng và đầy đủ các cổng ăn chơi, và em đã sử dụng hai cầu loa, cầu A và cầu B, và A cộng B đấy. Đấy, em đưa máy vào sát để em quay cận cảnh chi tiết cho các bác nhìn. Nhất là mới, và con này đặc thù cầu A cầu B. Đấy, và các đúng lúc các bác ăn chơi đầy đủ, và bát tép à, bát mít tép 35, các đúng nút cực kỳ là đẹp hoàn hảo. Em về còn cực kỳ mới, em quay giới thiệu bác. Và con âm ly này nó có công suất rất là khủng, lên đến 560W, và em nó đặc thù của dòng San Sui đầu G 8000 trở lên là có cái khóa trẻ em. Đây các bác khóa cái nút này lại, ví dụ như nhà các bác có trẻ em, nếu có vào vặn lên thì nó cũng không hỏng loa nhà các bác. Và em đã sử dụng bốn chiếc đồng hồ gu vẩy theo các giọng ca sĩ là 2 chiếc, còn 2 chiếc thì bắt các đài, còn nhất là hoàn hảo. Em về thì vỏ gỗ zin, mặt mũi không xảy xước, còn nhất mới. Và tất các cầu loa thì các bác cắm các đường ăn chơi, cắm các đường ăn chơi cắm bên cạnh anten. Các bác muốn bắt đài AM FM thì các bác nối một cái anten ra bên ngoài, các bác bắt nhất là hoàn hảo. Con này thì các bác dòng các cái dây loa này thì các bác cho vào cái khe này, nhất cực kỳ gọn gàng. Đúng các bác cắm vào nhất là gọn gàng. Em cũng quay qua để em giới thiệu cho qua để cho các bác nắm được. Con này em về thì còn cực kỳ là đẹp đấy. 2 cầu loa, cầu A cầu B. Và sau đây em cũng quay về sau giới thiệu các bác. Con San Sui G8000 này là chạy đa cầu điện các bác nhé. Đây, điện AC từ 100 cho 120, 220 và 240. Và trở kháng từ 5 đến 60 hẹt. Và có công suất là 560W. Các bác chơi được rất nhiều dòng loa. Dòng này các bác là muốn sưu tầm thì nhỉ? Các bác cứ alo gọi điện cho em Thắng. Em về được một con duy nhất. Và con này chạy tận lên 8 cái tụ lọc nguồn rồi. Em về còn nhất mới. Và em cũng đừng ghép với một đôi loa của hãng JBL xuất xứ từ Mỹ, L100 Century. Chéo hàng. Và đôi loa này thì mỗi một thân thùng của em nó sở hữu một con bát 30 màng giấy gân sóng trắng và màng giấy trắng và sóng gân vải lụa tầm dầu. Và một con chung và một con tép giấy, và lỗ thông hơi làm đằng trước đây. Em về thì còn nhất là đẹp. Từ la cam ra rất là vẫn còn nguyên bản các bác nhé. Đây, thùng quách bằng gỗ lạng màu vàng còn cực kỳ đẹp, vân nổi nhất là đẹp, mà nghe tiếng thì cực kỳ là tuyệt vời. Em đi về sau đôi loa. Loa này bao zin, bao xịn tuyệt đối cho các bác, từ con âm ly đến đôi loa này. Đây là chiếc bên trái. Em là đường kết nối với con đầu giải mã, kết nối nhạc từ TV nhạc mạng xuống.
Và sau đây thì em cũng báo giá công khai luôn cho các bác. Nhà em thì nó hơi ồn. Con Lâm Ly này bao zin bao xịn tuyệt đối cho các bác. Con Lâm Ly Samsung G8000 này em bán với cái giá nhà 59.500.000. Và đôi loa L100 Centuri này em bán với cái giá nhà 32.500.000, bao xịn tuyệt đối cho các bác nhé. Và địa chỉ của em Thắng ở phố Nhật Tảo 1, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Em có số điện thoại là 0904 393488. Như các bác nào ở gần thì cứ đến trực tiếp với cửa hàng em Thắng xem, em sẽ mở nội thất và ngoại thất cho các bác xem. Và các bác nào ở xa thì cứ kết bạn Zalo với em, số điện thoại em hay ghi ở trên tiêu đề. Và em sẽ quay cận cảnh chi tiết hình ảnh em gửi cho các bác. Sau đây thì em cũng kết thúc cái đoạn video ngắn ở đây. Các bác xem được video của em thì nhấn cho em Thắng xin một nút đăng ký, nhấn vào quả chuông để hàng ngày em lại có những cái món đồ karaoke hay món đồ nghe nhạc trong gia đình em lại quay lên giới thiệu với các bác. Em cũng xin cảm ơn các bác.